Xin chào anh em và cảm ơn anh em đã quay trở lại với kênh công nghệ của Laptop TC. Trên tay của mình đây là chiếc Dell XPS 9300, một phiên bản ra mắt 2020 và rất được mong chờ. Anh em có thể thấy được con máy nó thiết kế mỏng nhẹ hơn rất nhiều, chỉ có 1,1 kg thôi. Và điểm chú ý đáng kể nhất là anh em có thể nhìn thấy viền mặt D này của nó này. Nó đã làm liền mạch hơn và cái phần nhôm của nó đã làm nên hẳn trên này. Không phải là cái viền sợi carbon xuống nữa mà bây giờ viền nhôm nó làm lên trên và cảm giác thiết kế liền mạch hơn rất là nhiều. Con máy nhẹ có 1,1 kg rồi và mở máy ra sẽ có một sự thay đổi không hề nhẹ nữa. Anh em có thể nhìn thấy là cái không gian màn hình nó rộng hơn rất nhiều đúng không? Đó là bởi vì cái tỷ lệ màn hình này nó thay đổi là từ 16:9 bây giờ còn là 16:10. Do vậy mà cái khoảng cách này nó sẽ dài hơn, giúp cho những anh chị em nào mà lướt web Facebook hay làm việc với cái bộ phần mềm Office ấy thì cái không gian làm việc nó sẽ rộng hơn rất nhiều. Và giờ đây mình nhìn con máy nó đẹp hơn, cân đối hơn. Anh em có thể nhìn thấy được là camera của máy nó chuyển lên trên này và camera này nhận diện khuôn mặt luôn anh em nhá. Con máy của mình thì hôm nay vẫn còn chưa active win. Máy thì là dòng máy mới cứng mà. Bàn phím của máy cũng thay đổi rất là nhiều này. Anh chị em có thể nhìn thấy là layout của phím, kích thước của phím to hơn rất nhiều. Và bây giờ phím nó tràn ra hai bên này. Nhìn cái phím nó to như này nên cảm giác gõ nó sẽ thoải mái hơn, dễ trúng hơn và cảm giác là đánh nó sướng hơn. 9300 thì có hai phiên bản anh em nhá. Một phiên bản nó là màu bạc. Màu bạc ở đây thì ở trong nó sẽ là màu carbon màu đen. Và phiên bản này của mình là phiên bản màu trắng thì ở trong nó sẽ là màu trắng như này. Nhìn nó cảm giác nó sang hơn rất nhiều. Và cái mặt sợi carbon này nó được phủ một lớp cảm giác như kiểu carbon cứng ấy. Nên thành ra là sờ nó sẽ không bám vân tay như cái phiên bản trước. Cảm giác nó sờ nó cứng cáp hơn. Mình thích cái kiểu thiết kế này hơn. Và một điểm nữa là touchpad của máy đã tăng lên 19%. Touchpad rất là to. Cảm giác lúc này gì sẽ cảm giác sướng như kiểu giống MacBook anh em ạ. Các cổng kết nối của máy thì anh em có thể nhìn thấy được này. Cổng kết nối bên cạnh phải chỉ có duy nhất một cổng USB Type-C, jack tai nghe 3.5 kèm mic. Đằng sau thì nó một cái thiết kế liền mạch nhưng nhìn là cái vỏ nhôm và đẹp hơn rất nhiều. Không có một cổng kết nối nào. Đằng bên cạnh trái thì sẽ có một cổng USB Type-C hỗ trợ cả sạc luôn anh em nhá. Cổng sạc cũng là cổng Type-C này. Đây, cục sạc của nó cũng là màu trắng anh em này, cổng Type-C. Và đây là khe thẻ mini SD. Đằng trước cũng không có một cổng kết nối nào, chỉ có một cái đèn báo tình trạng máy đang sạc pin ở đây thôi. Và lật mặt sau chúng ta sẽ nhìn thấy là khẽ hút gió của máy ở đây, tản nhiệt đẩy đằng sau. Cái bản nền nó làm là khác đi, cách điệu đi rất là nhiều và tí mình sẽ quay cận cảnh ở mặt trước cho anh em xem. Cái bản nền này nó giúp cho chiếc máy mở nó nhẹ hơn các phiên bản trước và cảm giác máy nó không còn cứng nữa. Giờ anh em có thể mở được một tay con máy này nhá. Đây là hai cái giải loa này và giải loa này nó dài hơn, to hơn, chính vì vậy mà chất âm nó tốt hơn các cái phiên bản trước. Mặt sau nhìn cũng rất là đẹp luôn, thiết kế cực kỳ liền mạch. Để mình mở máy ra cho anh em xem nhé. Đó, anh em nhìn này. Mở con máy ra, anh em có thể nhìn thấy. Đây, em có thể quay xa xa cho các bạn nhìn. Đó, anh em có thể nhìn thấy không? Nhìn rất là sang luôn. Mặt lưng này, mặt đáy này, hai tấm nhôm CNC phay nguyên khối. Các cạnh bên này, gần như là thiết kế liền mạch và cũng không có nhiều cổng kết nối. Đó, còn mặt trong này. Đây, mình sẽ quay cận cảnh cho anh em xem cái khu vực bàn nề này. Nó làm dạng bàn nề nó cách điệu đi khác với phiên bản trước. Phiên bản trước là dạng bàn nề một trục chạy ở đây. Nhưng cái phiên bản trước ấy, cái bàn nề nó mở rất là cứng. Khi mà anh em mở như này, chắc chắn anh em sẽ phải dùng hai tay bênh thật mạnh mới ra được. Và phiên bản này thì mở nó dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Và còn một điểm nữa, đó là cái phiên bản này nó làm hơi vát ra, vát ràng trước này anh em có thể nhìn thấy không? Do vậy mà cái khi anh em cầm tay vào sẽ có điểm tì hơn để anh em mở máy ra dễ dàng hơn. Đó. Ok, vậy là mình đã cho anh em xem chi tiết về chiếc 9300. Nó có những thay đổi nhất định, ví dụ như là kích thước của nó mỏng nhẹ hơn, khu vực mặt D này của nó làm liền mạch hơn, nhôm từ dưới lên trên luôn, bản nề thay đổi này, bàn phím layout rộng rãi và kích thước phím to hơn, màn hình tỷ lệ 16:10, dùng sẽ sướng hơn rất nhiều, touchpad to hơn. Đó là những cái thay đổi trên chiếc 9300 so với các phiên bản trước. Máy thì hiện tại đang rất là sẵn ở Laptop TC 101 Lê Thanh Nghị hoặc 27 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội. Anh chị em nào có nhu cầu thì có thể qua ngay Laptop TC để trải nghiệm nhé. Bên mình thì phiên bản i5, i7 thế hệ 10 đều có sẵn. Ok, hẹn gặp anh em ở hai cơ sở bên mình nha.